Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh tin tức Xoáy TV chúng tôi. Những tin tức mới nhất sẽ được gửi đến trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 8 năm 2021. Thưa quý thính giả và các bạn, đã mấy tháng nay, cửa khẩu biên giới Việt Nam và Trung Quốc đã được khép lại vì sự cố do dịch bệnh từ Trung Quốc. Điều này khiến người dân hai nước không thể đi lại được với nhau và khiến rất nhiều người Trung Quốc và Việt Nam phải dở khóc dở cười vì sự cố đập Tam Hiệp ở Trung Quốc sắp vỡ. Rất nhiều người dân Trung Quốc từ tâm vùng lũ lụt Trung Quốc chạy sang Việt Nam lánh nạn, và rất nhiều người Việt Nam muốn từ Trung Quốc trở về đều mắc kẹt tại các cửa khẩu phía Bắc. Trong đó, cửa khẩu Móng Cái là cửa khẩu có số người nói trên bị mắc kẹt rất nhiều. Vào sáng ngày hôm nay, có hai bố con người ở Hà Nội đã đến thành phố Móng Cái đi tìm thuê một chiếc tàu vượt sông trái phép sang thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Nhưng họ lần đầu đến đây nên không biết phải bắt đầu công việc này từ đâu. Họ phải đi tìm hiểu, dò hỏi xem có ai lái tàu sang bên Trung Quốc. Và việc này để chính quyền Việt Nam biết thì rắc rối to, vì họ đã phạm pháp là vượt biên trái phép, và nhất là tội phạm vi phạm vào lệnh phòng chống dịch bệnh. Nhiều người dò hỏi hai bố con người này sang Trung Quốc làm gì mà gấp gáp như vậy, thì họ không dám trả lời, nhưng họ sẵn sàng trả lời một cái rất cao: sang Trung Quốc 5 phút rồi quay trở lại Việt Nam luôn. Câu chuyện này rất dài và liên quan trực tiếp đến sự cố đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin sau đây của chúng tôi để biết rõ câu chuyện này. Vào ngày hôm qua, ông Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng về việc mưa lũ tại các tỉnh vùng hạ lưu đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, điều mà người dân Trung Quốc lo ngại bấy lâu nay lại không hề được ông Tập Cận Bình nhắc tới. Người dân Trung Quốc lâu nay vẫn luôn lắng nghe một lời xác thực của chính quyền Trung Quốc, và đặc biệt là ông Tập Cận Bình về sự cố con đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, cả bài phát biểu của ông Tập Cận Bình không hề đả động một lời về đập Tam Hiệp. Điều này đã khiến người dân Trung Quốc thất vọng ê chề khi một nhóm phóng viên tác nghiệp tại tỉnh Hồ Bắc phỏng vấn một số người trong tâm mùa mưa lũ. Tất cả những người dân này đều bày tỏ quan điểm không đồng nhất với ông Tập Cận Bình. Họ cho biết nếu mưa lũ thường xảy ra trong mỗi năm, người dân Trung Quốc đã quen với việc này, nhưng vấn đề quan tâm của người dân Trung Quốc bây giờ là con đập Tam Hiệp sẽ ra sao, nó có thể chống đỡ được không nếu lượng mưa bão vẫn kéo dài. Kính thưa quý thính giả, không phải ngẫu nhiên mà người dân Trung Quốc trong vùng hạ lưu đập Tam Hiệp tỏ ra lo lắng như vậy. Có hai nguyên nhân chính khiến 600 triệu người đứng ngồi không yên vì tính mạng của họ bị đe dọa nghiêm trọng. Nguyên nhân đầu tiên thì nó hiện hữu ngay trước mắt. Đó là mưa lớn kéo dài hơn một tháng qua khiến mực nước trong hồ đập Tam Hiệp dâng lên vượt mức cho phép. Nguyên nhân thứ hai có vẻ mơ hồ một chút, nhưng 100% người dân Trung Quốc lại tin vào điều này. Khi trái đất được hình thành và sinh ra thì có hai yếu tố tạo nên sự sống, đó là đất và nước. Có đất và nước thì nơi đó mới có sự sống, bởi vậy không ai có thể xoay chuyển được sự sống tự nhiên của đất và nước. Khi con người được sinh ra, đất và nước là hai yếu tố tự nhiên để nuôi sống con người và vạn vật. Và khi con người cố hủy diệt thế tự nhiên do đất trời sinh ra thì đương nhiên con người phải chịu hậu quả, đó là điều tất yếu không có cách nào né tránh được. Con sông Dương Tử và nhiều con sông khác được tạo nên do đất và nước, tất cả những thứ này liên kết với nhau, thế tự nhiên để con người và vạn vật phát triển. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã cho xây dựng con đập Tam Hiệp chắn ngang dòng sông Dương Tử. Việc này là chặn đứt long mạch của dòng sông, chính quyền Trung Quốc lấy đi hàng trăm triệu tấn đất đá. Việc này là chặn đứt long mạch của địa đất. Đây chính là cốt lõi của vấn đề khiến thiên nhiên nổi giận, và tai họa sẽ đổ lên đầu những ai đã chặt đứt long mạch của dòng sông và long địa của trời đất. Cặp rồng xuất hiện là một điểm báo trước mà các nhà khoa học nghiên cứu hết đời này qua đời khác cũng không bao giờ giải thích được. Đây là chuyện tâm linh, còn các nhà khoa học tìm hiểu theo các khoa học nó hoàn toàn khác nhau. Nó không khác gì một người bị đau tim mà bác sĩ cứ cho bệnh nhân uống thuốc đau bụng thì cả đời người bị bệnh tim cũng không thể khỏi được. Chính quyền Trung Quốc không tin vào thuyết duy tâm nên cố tình xây đắp những con đập chắn nước, làm thay đổi quy luật tự nhiên của trái đất, thay đổi đất và nước để tạo nên trái đất và con người. Điều này khiến hàng trăm triệu người Trung Quốc sắp rơi vào cảnh lầm than. Cư dân mạng lên tiếng tố cáo,
tôi cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến tình cảnh bi đát như vậy ở Trịnh Châu. Tôi chỉ có thể mô tả đảng và chính quyền bệnh hoạn này bằng 4 từ: vô phương cứu chữa. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hồ chứa Thường Trang ở Trung Mâu, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam có nguy cơ bị vỡ đường ống để bảo vệ hồ chứa nước Thường Trang. Nhà chức trách quyết định xả lũ ở Hà Du vào lúc 10 giờ 30 ngày 20 tháng 7. Động thái này có thể dẫn đến lũ lụt chưa từng có ở Trịnh Châu. Tuy nhiên, chính quyền không thông báo trước cho người dân sơ tán, chỉ sau khi lũ tràn về mới có tin xả lũ. Thông báo về thời gian xả lũ cũng không đồng nhất. Các tin tức truyền thông chính thức đã làm bùng lên sự giận dữ của cư dân mạng và người dân đặt câu hỏi rằng liệu có phải thảm họa lũ lụt ở Trịnh Châu là một thảm họa do con người tạo ra chứ không phải là một thảm họa tự nhiên. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 7, tài khoản chính thức trên Weibo của thành phố Trịnh Châu thông báo rằng do lượng mưa siêu lớn liên tục ở Trịnh Châu, dòng nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn nên hồ chứa nước ở Trường Trang, ở Trung Mâu, Trịnh Châu có nguy cơ vỡ đập vào ngày 20 và việc kiểm soát tình hình nước thượng nguồn vào hồ chứa cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi bàn bạc và nhận định, 10 giờ 30 ngày 20, hồ Trường Trang bắt đầu xả lũ về Hạ Du. Tính đến 21 giờ 34 phút ngày 20, mực nước theo thời gian thực của hồ là 13.054m, vượt mức báo động 3,05m. Sau khi xả lũ, mực nước cao nhất trong ngày đã giảm 70cm so với trước đó. Phương tiện truyền thông của nhà nước Nhân dân Nhật Báo đã đưa tin vào lúc 22 giờ 30 ngày 20 rằng hồ chứa Trường Trang đã xả lũ tối ngày 20 do một tình huống nguy hiểm. Tin tức trên đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Họ đã rất giận dữ, để lại hàng loạt lời bình luận như trận lụt ở Trịnh Châu có thể liên quan đến việc xả lũ ở hồ chứa nước Trường Trang, nhưng thực tế báo cáo chính thức từ phía chính phủ là rất mơ hồ. Quả thật, chính là coi mạng người như cỏ rác, trước tiên cứ xả nước, sau đó mới thông báo cho mọi người lánh đi, lúc đó sao còn kịp làm gì đây, thân phận con kiến, không cần quan tâm phải không? Có người nói, lại bí mật xả lũ, không thông báo trước cho người dân Trịnh Châu để di tản. Khi đó, trách nhiệm có thể thuộc về ông trời, thuộc lại thiên tai nhân họa mà không thuộc trách nhiệm nhà nước phải bồi thường. Một số cư dân mạng nói, thoạt nhìn, bạn không thể tin rằng tốc độ của nước là do mực nước lớn, đó phải là sự giải phóng năng lượng dự trữ rất lớn. Theo dữ liệu, hồ chứa nước Trường Trang chỉ cách đường vành đai phía tây ở Trịnh Châu 2 km, đập của hồ chứa cao hơn tháp Nhĩ Kỳ ở trung tâm thành phố 99m và cao hơn 83m so với quận Trịnh Đông mới. Hồ chứa được biết đến có thiết kế tiêu chuẩn có thể kiểm soát những trận lũ lụt mà như chính quyền nói là trăm năm có một. Nó được xây dựng vào năm 1955. Năm 1959. Thảm họa ở Hà Nam nghiêm trọng như vậy, nhưng trong báo cáo của mình vào tối ngày 20, CCTV, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc vẫn không đề cập đến trận mưa lớn ở Hà Nam, mà thay vào đó là báo cáo về những thiệt hại to lớn do lũ lụt gây ra ở châu Âu. Ảnh chụp và video liên quan trên Twitter khiến dân mạng lên tiếng tố cáo. Tôi cảm thấy khó chịu khi chứng kiến tình cảnh bi đát như vậy ở Trịnh Châu. Tôi chỉ có thể mô tả đảng và chính phủ bệnh hoạn này bằng 4 từ: vô phương cứu chữa. Lúc này, các ông có tư cách gì mà bình luận về châu Âu và Đức như vậy mà đòi cai trị đất nước ư? Nhà mình thì đang chết dần chết mòn, vậy còn quan tâm đến việc nói xấu nhà người ta. Kính thưa quý thính giả và các bạn, câu chuyện trên đây hiện nay đang lan rộng chóng mặt trên đất nước Trung Quốc. Chẳng có một ai ở vùng Hà Lưu đập Tam Hiệp không biết câu chuyện này. Bởi thế mà họ rất thất vọng khi nghe ông Chủ tịch nhà nước Trung Quốc khi phát biểu về mưa bão mà không có nói một lời về đập Tam Hiệp. Theo thông tin mới nhất từ xã Cự Khôi, huyện Gia Lâm ở Việt Nam, gia đình mà chị Hoa cho biết, chị Hoa đã điện thoại từ Trung Quốc về Việt Nam nói với gia đình chị sắp xếp một chỗ ở cho gia đình 4 người của chị. Vợ chồng chị và hai đứa con nhỏ đang trên đường chạy trốn khỏi vùng đập Tam Hiệp để trở về Việt Nam lánh nạn. Gia đình nhà chị cũng đã lên đường ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để đón vợ chồng chị. Theo tiết lộ của ông Nguyễn Văn Quế, bố của chị Hoa, gia đình nhà chị phải đi gấp ra Quảng Ninh để tìm người trước. Mục đích là thuê họ vượt sang sông bên kia thuộc thành phố Đông Phong của Trung Quốc để đón gia đình nhà chị Hoa.
Hiện tại, cửa khẩu hai nhà nước Việt-Trung đóng cửa, nên ông Quế phải thuê một chiếc tàu nhỏ vượt biên trái phép sang Trung Quốc đón con cháu từ Trung Quốc trở về. Tập Cận Bình chỉ đạo việc hy sinh. 300 triệu người sống ở khu vực nông thôn để cừu lấy đập Tam Hiệp. Mưa lớn liên tục ở các khu vực hạ lưu sông Trường Giang đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực miền Nam Trung Quốc. Cuối tuần qua, hai thành phố Trần Giang và Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô đã nâng cấp cảnh báo lũ lên mức cao nhất. Vào ngày 28 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tổ chức hai cuộc họp để hướng dẫn chính quyền địa phương ứng phó với đê vỡ và chỉ đạo việc hy sinh các khu vực nông thôn ở các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và Giang Tây để bảo vệ các thành phố lớn. Lưu vực sông Trường Giang là nơi sinh sống của khoảng 459 triệu người dân, trong đó 51% người sống ở khu vực nông thôn. Ngày 28 tháng 7, mực nước của sông này đạt cao hơn mức báo động ở hầu hết các khúc sông trải dài hơn 6.200 km. Ngày 28 tháng 7, hãng thông tấn thuộc nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin rằng đập Tam Hiệp đã tích trữ lượng nước lũ lớn nhất từ trước đến nay và con đập này đã bị dịch chuyển trò trị và biến dạng. Ngày 29 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông báo mưa lớn vẫn tiếp diễn tại các khu vực lưu vực sông Trường Giang. Nước từ con sông này và ba hồ lớn nhất nối liền với sông là Hồ Bà Dương, Hồ Động Đình và Hồ Tai đã tràn qua đê và đê có thể bị vỡ. Trung tâm Khí tượng cảnh báo do mưa lớn, các tỉnh Liêu Ninh, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Vân Nam và khu vực Tây Tạng có thể xảy ra sạt lở bùn. Vào ngày 29 tháng 7, đồng thời có thể xả có mưa số xả. Ngày 29 tháng 7, Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết gần 24 triệu người từ 24 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong tháng 7. Tuy nhiên, người dân cho rằng con số thực có thể cao hơn. Người dân cho biết các khúc đê bị vỡ khiến làng của họ chìm trong nước lũ. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 30 tháng 7, ông Sun cư trú tại làng China Sunjiao, thành phố Masanhan, tỉnh An Huy cho biết cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn trong năm nay, rất khó khăn. Bây giờ chúng tôi chỉ hy vọng có thể sống sót, hai con sông và ba hồ. Ngày 28 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Jin Bing xác nhận mức độ nghiêm trọng của trận lụt, nước sông Trường Giang tại thành phố Di Trang, tỉnh Hồ Bắc dâng cao bằng mức cao nhất trong trận lụt lịch sử năm 1998. Còn nước sông tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã dâng cao lên một mức kỷ lục mới. Mùa hè năm 1998, mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại các con sông Dương Tử, Ninh Si, Song Hua và Nen, khiến ít nhất 4.150 người thiệt mạng. Giới chức cảnh báo các khu vực ở thượng nguồn sông Trường Giang sẽ có mưa lớn. Từ ngày 1 tháng 8 đến 3 tháng 8, với lượng mưa đạt khoảng 50mm mỗi ngày, khu vực giữa và hạ lưu sông Trường Giang liên tục có mưa lớn cho đến ngày 1 tháng 8, với lượng mưa lớn hơn 50mm mỗi ngày. Ông Y Jinping cho biết mưa lớn sẽ khiến mức nước ở sông Trường Giang, Hồ Động Đình, Hồ Quê Trang, Hồ Tai và sông Hoài tiếp tục dâng cao hơn. Để bảo vệ các thành phố, ông Jinping yêu cầu chính quyền địa phương xả nước lũ từ sông Trường Giang vào các vùng nông thôn ở khu vực giữa thành phố Chi Trang và Chê Giang. Nước từ Hồ Động Đình và Bô Trang sẽ được xả ra các vùng nông thôn xung quanh khu vực hồ. Nước từ Hồ Tai sẽ được xả ra từ khu vực nông thôn ở phía Bắc và phía Nam của hồ. Lời kêu cứu của những người dân. Ông Giang là một bác sĩ cư trú tại thị trấn Chu Song, tỉnh An Huy. Ngày 29 tháng 7, ông Giang cho biết chính quyền đã cho phá đê ở đây, khiến hàng chục ngôi làng bị nhấn chìm kể từ ngày 27 tháng 7. Ông Giang nói về các lệnh di tản. Chỉ một lệnh chính quyền điều động cảnh sát đến và buộc mọi người rời đi, bây giờ thì tất cả đã bị nhấn chìm trong lũ. Ông Giang cho biết nhiều người dân làng không kịp gỡ ghém quần áo và đồ đạc có giá trị của họ vì bị buộc phải rời khỏi nhà ngay lập tức. Ông Lee và hơn 1.000 người dân cư trú tại làng Shihao ở thị trấn Chu Song hiện đang tránh lũ ở một trường học địa phương được trưng dụng làm nơi lánh nạn. Ông Lee cho biết chính quyền đã điều động người đến làng của tôi và ép buộc chúng tôi rời đi. Ông Lee cho biết dân làng có khoảng 6 tiếng để sơ tán, vì vậy hầu hết mọi người cố gắng nhanh chóng chuyển đồ đạc của họ lên tầng 2 hoặc chỗ cao nhất trong ngôi nhà của họ. Tuy nhiên nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng. Ông ta cư trú ở làng Sasi thuộc thành phố Nam Dương, tỉnh Giang Tây cho biết ông và hơn 1.000 người làng ông đang tránh lũ tại một trường trung học được trưng dụng. Hiện tại tất cả các ngôi nhà của chúng tôi đều chìm dưới nước. Người dân ở các thành phố lớn cũng thông tin về tình hình lũ lụt ở địa phương họ.
Ngày 29 tháng 7, người dân tại thành phố Entry, tỉnh Hồ Bắc cho biết nước lũ đã dâng cao đến tầng 2 của các ngôi nhà. Một người dân cho biết lũ lụt là do chính quyền đã xả nước từ hồ chứa Da Long Thang gần đó. Một người dân ở huyện Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh cho biết tình hình khu vực này rất nguy hiểm, nước lũ dâng cao 1,5m khiến nhiều tòa nhà dân cư bị ngập lụt. Lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến ít nhất 27 trong số 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc. Vào ngày 30 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Trường Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía Nam lưu vực sông Trường Giang của Trung Quốc sẽ đạt khoảng từ 100mm đến 180mm từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Ở một số vùng lượng mưa có thể lên đến 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía Bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thành Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 30 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân nói rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hải và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Ông Diệp nói chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến miền Bắc Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích, lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Epoch Times, người dân ở các tỉnh ngập lụt An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết, một cư dân với bì danh Quang Minh sống ở làng Chikugan, nằm ở thành phố Đồng Lăng thuộc tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc, dòng sông Trường Giang chảy qua làng này. Ngày 30 tháng 7, ông Quang Vinh nói với The Epoch Times rằng ông và dân làng bị buộc rời khỏi quê nhà, vốn ở gần một con đê nhỏ trong ngày hôm đó. Ông Quang cho biết chính quyền đã từ bỏ những khu vực đê nhỏ hơn để bảo vệ những khu vực đê lớn hơn. Ngoài ra, việc không gia cố bờ kè và để mặc đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công, họ để mặc nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đê. Ngày hôm đó, hơn 12.000 người phải rời khỏi nhà của mình ở Đồng Lăng. Ông Quang nói hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi lũ lụt giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Quang cho biết các nhà tạm trú thiếu mọi thứ nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều. Ông nói thêm rằng chính quyền thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Gia tộc Du sống tại làng Hu Đông thuộc huyện Bá Dương ở tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc. Ba thế hệ của gia đình sống chung dưới một mái nhà. Làng Hu Đông và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm. Vào ngày 29 tháng 7, sau nhiều lần vỡ đê, giới chức tuyên bố rằng họ đã sơ tán người dân bị ảnh hưởng. Nhưng gia đình Du vẫn bị mắc kẹt trong nhà của họ. Lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này. Trao đổi với The Epoch Times, người cha cho biết ngập lụt ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thực sự cần thực phẩm. Người ông nội giải thích nước lũ đã cao đến tầng 2 ở làng Hu Đông. Ông Giang là cư dân sống tại làng DC, cách làng Hu Đông khoảng 30 dặm. Ông Giang và những người dân làng Bình cũng bị kẹt trong tình trạng tương tự gia đình Du. Ông Giang nói, ở làng tôi rất nhiều người mất nhà, nước lũ vẫn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả nước lũ từ hồ Bà Dương. Nước lũ đã đạt đến đỉnh điểm ở thành phố Vũ Hán, thuộc phủ tỉnh Hồ Bắc thuộc miền Trung Trung Quốc. Vào lúc 11 giờ đêm ngày hôm qua, chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo. Một người dân tại làng Trang Hao thuộc quận Thái Điền thành phố đã gửi một đoạn video tới The Epoch Times, trong đó ông nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm đó vì chính quyền chế xả nước lũ từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn phát sóng của đài truyền hình Trung Quốc CCTV, ông Chen Guya, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi cho biết, khúc sông Trường Giang đi ngang qua tỉnh Hồ Bắc có thể đạt mức nước nguy hiểm trong 10 ngày tới. Trang web tin tức chính quyền Vũ Hán là Changjiangnet đưa tin, vào ngày 30 tháng 7, ngập lụt ở sông Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng hai đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh lũ mới sẽ đến trước khi đỉnh lũ cũ đi qua. Tiến sĩ Huang Quanghong, con trai của nhà thủy văn học nổi tiếng Huang Quanli, nói với The Epoch Times rằng nếu đập Tam Hiệp không xả nước, thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn sẽ bị nhấn chìm. Nếu đập xả nước,
Vũ Hán ở hạ lưu sẽ bị ngập. Tình huống sau chính là tình hình hiện tại. Không chỉ Vũ Hán mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng đang phải oằn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc báo cáo rằng mực nước địa phương của sông Trường Giang cao hơn 134,112cm so với mức báo động. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe tin tức của Soái TV.